xin mời cơm chiều cùng với gia đình nhà mình các bạn nhá. À đây con ơi, Vi, con ngồi từ thế nào? Không. Con ngồi ngọt. Làm đi bia buổi chiều nó mát mẻ các bạn. Một ngày lao động. Đây là quà tặng cuộc sống. Món lộn này quá ngon. Nhanh người đẹp ơi. Ngon quá, bà bố con ăn gần hết rồi. Mới ngồi không mà thấy vơi nửa đĩa, quỷ quá. Bên kia ăn thế nào? Đã ăn hết rồi mà không? Điển nữa thì hết đi đo. Tôi lúc nãy là vội quá mà chưa bày cái món cây chua là các bạn. Cho một chút cây chua để mình mịn của nó như vậy. Quá ngon. Còn chưa ăn được cái cơm nào đâu. Có ăn cơm bỏ kính nhau. Nghi đấy, qua đấy. Nhưng cái vất vả nhất là làm chưa được ăn miếng nào mà bị sạt hết cả. Này mẹ ăn rồi. Này mẹ ăn cái con rồi đây mà. Làm phút ăn nè. Đây mới là chuối tiêu các bạn, mình ăn phê loài.